mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Câu hỏi 114. Nhà tạm và mặt nhật là gì? Nhà tạm, mặt nhật, chén thánh, bình thánh, đĩa thánh, khăn thánh và khăn lau chén là những vật phẩm không thể thiếu trong bí tích thánh thể. Chén thánh là bình đựng rượu lễ sẽ trở thành máu thánh Chúa Kitô. Đĩa thánh và bình thánh đựng bánh lễ sẽ trở thành mình thánh Chúa Kitô khi truyền phép trong thánh lễ. Nhà tạm là nơi xứng hợp để lưu giữ mình thánh trong nhà thờ. Đức Kitô vẫn hiện diện trong bí tích thánh thể sau khi thánh lễ kết thúc. Chỉ có mình thánh được phép lưu giữ. Nhà tạm có nguồn gốc từ tiếng Latin, có nghĩa là cái lều. Nhà tạm bắt nguồn là hòm bia giao ước trong Cựu Ước. Mặt nhật là một bình thánh được thiết kế để đặt mình thánh cho mọi người chầu và để ban phép lành thánh thể. Từ mặt nhật có nguồn gốc từ tiếng Latin, có nghĩa là tỏ ra. Mặt nhật thường là một bình cao được làm bằng kim loại quý đặt trên bàn thờ. Mặt nguyệt là một mảnh thủy tinh hình mặt trăng để giữ bình thánh đã được truyền phép trước đó. Mặt nguyệt sau đó được đặt ở giữa hào quang của mặt nhật. Câu hỏi 115. Nước thánh là gì? Cách chung, nước thánh là nước bình thường, được lấy từ vòi và sau đó được làm phép trong thánh lễ hoặc sau thánh lễ. Nước thánh được thừa tác viên có chức thánh làm phép, không có quy định cụ thể liên quan đến việc uống nước thánh. Tuy nhiên, nếu nước thánh đã được đựng trong bình lâu ngày rồi thì không nên uống. Nước thánh là một á bí tích, có nghĩa là có liên quan đến một bí tích. Nước thánh được dùng trong cử hành bí tích rửa tội. Trong nghi thức làm phép nước của bí tích rửa tội, lời nguyện lần ngược lại dòng lịch sử của nước như một chất dùng để thanh tẩy và rửa sạch. Chẳng hạn, lời nguyện đó đề cập đến biến cố rẽ nước biển đỏ, dẫn người Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Qua nước rửa tội, Chúa Giê-xu dẫn chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Nước thánh dùng ngoài thánh lễ có nhiều hình thức khác nhau. Các linh mục dùng nước thánh để chúc lành cho mọi người, làm phép đồ vật và nơi chốn. Đầu lễ, linh mục rảy nước thánh trên giáo dân. Nước thánh khi được dùng cách ý thức sẽ thanh tẩy tội nhẹ. Khi linh mục hoặc phó tế làm phép các vật dụng với nước thánh, các vật dụng đó trở nên đồ thánh dành riêng cho mục đích thiêng liêng và phải được xếp đặt ở một nơi xứng hợp. Các nhành lá đã được làm phép vào Chúa Nhật lễ lá không được ném vào thùng rác sau khi đã khô héo. Thay vào đó, chúng nên được chôn hoặc đốt đi. Xuất hành chương 12 câu 22 đề cập đến nhành hương thảo.
hương thảo là nhành cây người Do Thái dùng để rảy máu chiên vượt qua trên nhà của họ. Hương thảo có dược tính và được sử dụng để chữa bệnh. Trong Tân Ước, Đức Thánh liên hệ đến nhành hương thảo. Máu chiên con Chúa Giêsu Kitô đổ ra ngày thứ sáu tuần thánh được truyền đến linh hồn chúng ta qua dòng nước rửa tội. Nước thánh dùng trong thánh lễ nhắc các tín hữu về máu cứu độ của Chúa Giêsu. Nhiều người giữ và dùng nước thánh tại nhà. Nhà có thể được xem như những nhà thờ thu nhỏ. Chạm tay vào nước thánh trước khi ra khỏi nhà nhắc chúng ta về những phước lành phong phú mà Thiên Chúa ban cho dân của Ngài. Thông thường người ta làm phép nhà khi có mưa bão để xin Thiên Chúa chúc lành trong thời gian tai ương. Khi người công giáo vào hoặc ra khỏi nhà thờ, họ lấy tay chạm vào nước thánh và làm dấu thánh giá trên mình. Khi rảy nước thánh trong thánh lễ hoặc trong một nghi thức làm phép nào đó, họ cũng làm dấu thánh giá như vậy. Một lần nữa, họ được nhắc nhở về các phúc lành phong phú của Thiên Chúa. Dầu thánh là gì? Dầu thánh là chất thể hữu hình được dùng trong các bí tích thêm sức, sức dầu bệnh nhân và truyền chức thánh. Mặc dù được sử dụng trong bí tích rửa tội, nhưng dầu thánh không phải là yếu tố thiết yếu của bí tích này. Giống như nước, dầu là một biểu tượng cổ xưa từ vùng Địa Trung Hải. Dầu ô liu tốt cho sức khỏe, dùng để ăn và được sử dụng như là một thành phần trong các loại dược phẩm bôi ngoài da. Các vận động viên và các binh sĩ sẽ tự sức dầu trước khi tham gia thi đấu hoặc tham chiến. Với những công dụng này, dầu thánh là một phương tiện, nhờ đó Chúa Kitô củng cố các tín hữu. Thuật ngữ chiến sĩ của Đức Kitô thường sẽ được áp dụng cho một người lãnh nhận bí tích thêm sức. Có vai trò chữa lành trong bí tích sức dầu bệnh nhân, dầu thánh được sử dụng như là chất thể của bí tích. Chúa Giêsu là thầy thuốc thiêng liêng đến chữa lành chúng ta cả về thể xác lẫn tinh thần trong bí tích sức dầu bệnh nhân. Dầu thánh có 3 loại: dầu dự tòng (OS), dầu bệnh nhân (OI) và dầu thánh (SC). Các loại dầu này đều được làm phép trong một thánh lễ đặc biệt. Thánh lễ truyền dầu trong ngày thứ 5 tuần thánh. Trong thánh lễ này, các linh mục trong giáo phận quy tụ xung quanh giám mục và lặp lại lời hứa linh mục của mình. Giám mục làm phép các loại dầu. Sau đó, dầu thánh sẽ được phân phát cho các giáo xứ để phục vụ cho đời sống bí tích. Biểu tượng của sự hiệp nhất trọng thể được diễn tả khi dầu được làm phép tại nhà thờ mẹ giáo phận, tức là nhà thờ chánh tòa. Cùng với tất cả các linh mục, vốn là đại diện của giám mục ở các giáo xứ, và sau đó, từ trung tâm này phân tán đi các nơi. Dầu dự tòng Oleum Sanctorum trong tiếng Latin được xức cho người dự tòng trước khi rửa tội. Trong trường hợp rửa tội cho trẻ em, dầu dự tòng được xức ngay khi cử hành bí tích. Đối với người trưởng thành trở lại đạo, dầu dự tòng có thể được xức trước đó vài tháng. Ý tưởng này xuất hiện từ thế kỷ thứ tư, khi giáo hội có nhiều người theo đạo và bí tích rửa tội có thể cần phải mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để chuẩn bị. Dầu dự tòng với ý nghĩa củng cố thiêng liêng được dùng để củng cố tương quan của người dự tòng với Chúa Kitô khi họ đang tiến tới các bí tích. Dầu bệnh nhân Oleum Infirmorum được dùng trong bí tích sức dầu bệnh nhân. Đó là dấu chỉ bề ngoài để thông chuyển ơn sủng. Sau khi linh mục đặt tay trên người bệnh, Ngài sức dầu bệnh nhân lên trán và tay họ. Ở bên trong, ơn chữa lành sẽ diễn ra khi người bệnh lãnh nhận bí tích. Đó có thể chỉ là sự chữa lành thiêng liêng và thêm sức cho người bệnh đối diện với đau đớn thể lý. Đôi khi, việc chữa lành thể lý cũng có thể xảy ra. Dầu thánh,
Sacrum Chrisma, đặc biệt và phân biệt với hai loại dầu kia. Chrism bắt nguồn từ Christos, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhờ đó mà chúng ta được nhận lãnh Đức Kitô. Kitô, Christ, nghĩa là đấng được sức dầu. Dầu này được dùng để ban các bí tích như thêm sức và truyền chức thánh. Dầu thánh cũng được dùng trong bí tích rửa tội khi không ban bí tích thêm sức ngay sau đó. Dầu thánh là dầu ô liu có pha thêm nhựa thơm, balsam. Nhựa thơm là hương liệu có nguồn gốc từ các loại cây đặc biệt trong vùng địa Trung Hải, trước đây dành cho vua chúa và các tư tế. Điều này phù hợp với ý nghĩa của bí tích, vì bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa và được chia sẻ vào chức tư tế chung hay chức tư tế giáo dân. Tất cả ba loại dầu này đều được cất giữ trong một loại tủ treo tường được gọi là tủ Ambry. Dưới ánh sáng của Công đồng Vaticano II, tủ Ambry đựng dầu thánh đóng một vai trò quan trọng trong kiến trúc nhà thờ. Tủ này có thời được đặt giản dị trong phòng thánh hoặc bên bàn thờ phụ, nhưng bây giờ nó được đặt trên gian cung thánh và làm bằng thủy tinh với đèn chiếu sáng bên trong để có thể thấy rõ các bình dầu thánh cũng được làm bằng thủy tinh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.